không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú. Vì đệ Tam đệ, hai đệ phải hứa với đại ca, sau khi trở về, năm 2017 chỉ là một giấc mơ. Phong Tiêu Tiêu Hề, Dịch Thủy Hàn, Tráng Sĩ Nhất Khứ Hề, Bất Phục Hoàng. Đại ca nói rất đúng. Giết chết Ngụy Trung Hiền, giúp Đại Minh chúng ta viết lại lịch sử, mới chính là nhiệm vụ của cả quần thần chúng ta. Đó mới chính là điều quan trọng nhất. Còn những chuyện khác chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, giấc mơ hảo quyền mà thôi. Tam đệ, phiền đệ. Tam đệ, sao tự nhiên mắt của đệ đỏ vậy? Chẳng lẽ đệ còn lưu luyến năm 2017? Tỷ Lý Tử đúng là lưu luyến, nhưng không phải là lưu luyến thế giới hiện đại hoa lệ, mà là tình với nghĩa của hai vị đại ca. Tỷ Lý Tử chỉ là một tiểu nhân ở Thượng Thiện Giám, nằm mơ cũng không dám nghĩ có thể cùng kết bái huynh đệ với hai vị đại anh hùng. Tam đệ, đệ nghĩ nhiều quá rồi. Chúng ta đã từng kết bái với nhau, đã là huynh đệ thì một ngày là huynh đệ, cả đời cũng sẽ là huynh đệ. Đúng vậy, huynh đệ với nhau, đệ vẫn là tiểu đầu bếp của Thượng Thiện Giám. Sau này thức ăn của học viện Đông Lâm của ta đều phải nhờ đệ quan tâm tới hơn rồi. Tam đệ, hành trang đã chuẩn bị xong hết chưa? Máy tính xách tay, điện thoại di động, cái bật lửa đệ đã thu dọn hết rồi. Được, làm phiền đệ. Dạ đại ca. Gió cuốn mây tan, sao sáng ẩn đỏ. Xem ra cũng tới lúc chúng ta phải biết. Đại quân, ba người có phải trong đó không? Mở cửa ra đi. Ba à, anh mở cửa đi rồi nói. Mấy anh về thời mình chỉ có chờ chết thôi đó. Mở cửa đi. Tôi nói cho anh biết, món nợ của tôi với anh còn chưa tính sổ. Anh ký với tôi hợp đồng 3 năm rồi đó. Anh chưa làm đủ 3 năm thì đừng có hòng mà đi nha. Phùng Nhất Ba, lúc nào anh cũng nói mình có tình có nghĩa lắm. Thật ra người không có trách nhiệm nhất chính là anh. Người giả dối nhất cũng chính là anh đó. Tôi nhớ ra rồi. Trong phòng của ba tôi có chìa khóa của sân thượng. Để tôi xuống dưới kiếm. Đi mau đi. Nè, tôi nói ba người đang ở trong đó mà. Mấy anh nghe rõ cho tôi. Bây giờ tôi sẽ nói cho mấy anh biết một bí mật. Tôi chính là Thái. Đại ca, gì ca? Để nghe thấy Ung Cô Nương nói Thái, Thái cái gì đó. Ung Cô Nương, nhìn bề ngoài cứng như băng, lạnh như tuyết, nhưng mà thật ra cổ có một trái tim nhiệt tình. Xem ra cổ đã quá lưu luyến ta, lưu luyến anh em chúng ta rồi. Chị đệ Tam đệ, đại ca kêu hai đệ phải tập trung, có phải bỏ ngoài tai lời nói của đại ca hay không? Bỏ lỡ cơ hội lần này, không biết cơ hội tiếp theo phải chờ tới khi nào. Dạ, dạ đại ca. Mở cửa đi. Phùng Nhất Ba, mở cửa đi. Đại ca, đã tới giờ rồi. Mở cửa ra. Được rồi, có chìa khóa rồi, mau mở cửa đi. Bây giờ ta bắt đầu đếm ngược 3 tiếng. Tôi không biết cái chìa khóa nào mà. 3. Cái này không được. 2. 1. Đứng sau thẳng hàng, giúp ta trở về thời Minh. Bye bye. Đừng mà, đừng mà. Tại sao lại vậy? Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ba người làm trò gì vậy? Đừng nói định như vậy mà quay về thời Minh nha. Có phải hơi bị con nít hay không? Chắc là tại động tác của chúng ta chưa cùng lúc. Thử lại một lần nữa. No. Yes. Chính sao thẳng hàng, giúp ta trở về thời Minh. Đừng đi mà. Biết đâu là Ngọa Long tiên sinh đã tính sai chỗ nào rồi. Chắc chắn là tại chúng ta chưa làm chính xác. Thử lại một lần nữa. Nè, là cái trò gì vậy?
Đại ca, Di ca, nước làm ướt phụ trận rồi. Bảo vệ phụ trận, bảo vệ phụ trận. Sao rồi? Bảo vệ phụ trận, bảo vệ phụ trận. Chú Lương nhập viện. Cô ơi, cô ơi, chú Lương sao rồi? Bà con đang nói chuyện với bác sĩ, chắc là không sao đâu. May là sáng nay cảnh sát phát hiện chú Lương ngất xỉu trong cống, nếu không thì chuyện lớn rồi. Ba đứa này không phải xin nghỉ phép sao? Mau vô thăm chú Lương đi, cô đợi tụi bé ba. Dạ. Đại ca, không phải huynh nói đêm đó tận mắt thấy Ngoại Long tiên sinh xuyên không trở về thời Hán sao? Tại sao cảnh sát lại tìm thấy ông ấy trong cống vậy? Ta cũng không biết nữa. Có khi nào là tại Ngoại Long tiên sinh trí nhớ không tốt, đi lạc trong đường hầm thời gian rồi, cho nên phải quay trở lại. Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Ngoại Long tiên sinh tỉnh rồi. Ngoại Long tiên sinh, ông không sao chứ? À, sao ba người các người còn ở đây? Tôi là chính ngôi sao xếp thẳng hàng, các cậu phải quay về thời Minh rồi chứ. Chẳng lẽ giống như ta vậy, trong lúc xuyên không đã gặp phải sự cố? Đúng vậy, bọn ta đã nghe theo lời dặn dò của Ngoại Long tiên sinh. Khi chính ngôi sao xếp thẳng hàng, ba huynh đệ bọn ta đọc cùng một câu thần chú, làm cùng một động tác, nhưng mà không có phản ứng gì hết. Ngoại Long tiên sinh, ông nói gì đi chứ? Có phải chúng tôi đã hết cơ hội về thời Minh rồi không? Đúng là ý trời mà. Ta cũng là thiếu hai bước nữa là có thể bước chân lên đất Hán rồi. Ai ngờ đâu có một thứ sức mạnh vô hình nào đó kéo lại, giống như rớt xuống vực sâu thăm thẳm vậy. Không lẽ ta tính sai, hay là vì chưa tới lúc chúng ta phải quay về? Khi nào mới tới đây? Nếu vậy chúng ta mau tính lại đi. Bọn tôi thật sự phải về gấp đó. Đừng có làm ồn, đừng có làm ồn. Đợi vết thương của ta lành hẳn, ta lại giúp mấy cậu tính toán coi sao. Vô thăm chú Lương đi. Chú Lương, chú Lương, chú Lương. Chú có sao không? Con đã nói chú đừng đi lung tung mà. Nè, tại sao ba người vẫn còn ở đây? Hôm nay chính sao xếp thẳng hàng, không phải ba người phải về thời Minh sao? Chẳng lẽ giống như ta vậy, trong lúc xuyên không đã gặp phải sự cố? Cái gì mà chính sao thẳng hàng? Chú Lương là Gia Cát Lượng sao? Chính xác, ta chính là Gia Cát Khổng Minh, tên khác Ngoại Long tiên sinh. Chú Lưu à, lần này chú có gia diễn mới hả? Lần trước không phải đóng Dương Quá sao? Nhưng còn chưa tìm được Tiểu Long Nữ, lần này lại đóng Gia Cát Lượng. Nè, cô đừng quan nói lung tung ở đây. Ta chỉ thiếu hai bước thôi là đặt chân về tới đất Hán rồi. Ai ngờ đâu có một sức mạnh vô hình kéo lại, giống như là rớt xuống vực sâu thăm thẳm vậy đó. Sao rồi, chú Lưu sao rồi? Nè, mấy anh không sao chứ? Vậy là có ý gì? Có phải vẫn chưa bỏ cuộc, vẫn còn muốn trở về thời Minh không? Nè, có cần nè nữa. Thì ra Ngoại Long tiên sinh mà mấy ảnh nói á, là chính là chú Lưu đã mất bình đẳng trí của người già. Hả? Lần này đúng là làm họ thất vọng cùng cực rồi. Công danh Trần Dữ Thủ, Bác Thiên Lý Lộ, Dân Hòa Quyệt, Đãi Tổng Đầu, Thu Thập Cửu Sơn Hà, Triều Thiên Khuyết. Ông trời ơi, ông bắt ta sinh ra làm con dân Đại Minh, ta học tập rèn luyện bao nhiêu năm tháng. Viên Sùng Quán ta một lòng hướng về Đại Minh, vậy mà tại sao ông cứ bắt ta phải tới năm 2017, lại cứ bắt ta phải được biết ai là tên bán nước hãm hại Đại Minh, nhưng lại không cho ta trở về, tận tay giết chết tên Ngụy Trung Hiền đó. Ông muốn Viên Sùng Quán ta phải làm như thế nào? Rốt cuộc ông đang muốn cái gì đây? Cầu xin ông cho ta chút gợi ý, cho ba huynh đệ bọn ta một chút gợi ý. Các vị,
Trước khi cuộc họp bắt đầu, tôi muốn giới thiệu với mọi người con gái của tôi, Chu Gia Giao. Bây giờ chính thức làm việc ở Thiên Triều chúng ta. Trước tiên nó sẽ tạm thời hỗ trợ làm thư ký riêng cho Semiu. Nè, các vị chú bác, không cần để mặt tôi đâu. Nếu như mà Giao Giao có làm chuyện gì không đúng, nhớ là lên tiếng dạy nó. Dạ. Thưa các chú bác, sau này xin chỉ dạy con. Nếu con có làm sai chuyện gì, cứ là con thoải mái, không cần chịu con. Đúng ra phải kêu Giao Giao trở về làm rồi. Dù sao cũng là con gái của chú Phong, người trong nhà không mà. Giao Giao, phát triển của công ty nhờ hết vào tụi con đó. Mấy người già như mấy chú, sau này mỗi tháng chỉ tới công ty họp hội đồng quản trị, còn mấy chuyện khác mấy chú không lo tới đâu. Sao có thể không lo chứ? Mấy đứa nhỏ này ngồi chưa vững đâu, mọi người nhất định phải theo sát. Semiu, cậu là trụ cột vững chắc của công ty, sau này tụi nó có làm gì sai nhất định phải nói với chúng tôi, đừng có thấy người nhà mà im. Được rồi, được rồi. Semiu biết phải làm gì mà. Chúng ta quay lại vấn đề chính. Buổi họp hôm nay chúng ta chỉ xoay quanh một vấn đề thôi. Semiu, cậu nói cho mọi người biết Thiên Triều của chúng ta sắp tới có những kế hoạch gì đi. Được thôi. Cái gì? Ông Chu dự tính nếu như hội đồng quản trị đồng ý, tập đoàn ẩm thực Thiên Triều của chúng ta sẽ xin phép ủy ban chứng khoán lên sàn giao dịch ngay lập tức. Sớm cũng nên làm như vậy rồi. Lên sàn chứng khoán cũng có lợi cho chúng ta lắm rồi. Không cần bỏ phiếu, chúng ta cứ đồng ý đi. Vậy thì đồng ý đi. À, đồng ý. Thật ra trước đây tôi cũng đã làm chút việc trưng cầu ý kiến hai công ty tư vấn. Họ cũng rất tán thành công ty chúng ta lên sàn. Nó sẽ là lần phát hành chứng khoán đầu tiên nổi bật nhất của Hồng Kông. Tôi đã hỏi người bạn trong ủy ban chứng khoán rồi. Với quy mô của Thiên Triều cùng với tình hình kinh doanh suốt thời gian qua, thỏa mãn điều lệ lên sàn của ủy ban chứng khoán không khó chút nào. Nên chúng ta có lòng tin trong năm nay sẽ chính thức lên sàn. Ivan, con có nghe Semiu nói gì không? Sau khi công ty lên sàn, hai anh em con cũng phải tích cực hỗ trợ. Nhưng mà bên Phùng Minh Cơ bận lắm. Không có gì quan trọng hơn chuyện công ty lên sàn. Semiu không bận sao? Dì Kiều không bận sao? Ai trong công ty một người cũng mấy việc thôi. Con không được phép từ chối. Thật ra Thiên Triều chúng ta phát triển đã nhiều năm, không thể nào giống như trước đây dậm chân tại chỗ. Muốn tiếp tục phát triển hơn nữa, lên sàn là việc cần phải làm. Thật không ngờ Lãnh Phong cũng có chí khí lớn như vậy nha. Có phải là trước khi nghỉ hưu ngồi cái ghế chủ tịch công ty chứng khoán cho sướng không? Nói thật nha, tôi đã rút một chân xuống rồi. Tóm lại là trước khi công ty lên sàn chứng khoán, tôi sẽ chính thức tuyên bố nghỉ hưu. Công ty bây giờ là thế giới của người trẻ. Người nào có bản lĩnh thì người đó lên. Ivan, con tự thu xếp đi. Con biết rồi ba. Báo cáo như thế nào? Phòng xét nghiệm kiểm tra trong ba món ăn thử của Phụng Minh Cư phát hiện chỉ số axit rất cao, trong đó còn có chất aflatoxin là có chất độc. Tin là do một số dầu không đúng quy cách, thậm chí là dầu từ các xí nghiệp thải ra mà tạo thành. Nói đơn giản là Phụng Minh Cư đang dùng dầu lấy từ cống. Cô giúp tôi đưa báo cáo này tới giám chế Lưu, kênh thời sự truy kích của đài truyền hình đi. Tiểu Lý Tử. Thì ra ta xuyên không 400 năm là vì đi tìm ẩm thực dân gian đệ nhất Hồng Kông, Phụng Minh Cư. Được đó, được đó, được đó. Ở gái lớn à, nói cô con á, mua cái tivi đi, vừa mới vừa lớn để cho Phụng Minh Cư, rồi sau đó chiếu đoạn quảng cáo này từ sáng tới tối luôn. Đạo diễn ở bên Thiên Triều sẽ mở to vòi nước, cho thời gian nào mắc nhất ở bên đài truyền hình thì mua cái đó là đúng rồi. Yên tâm, yên tâm. Đồng nghiệp của tôi đang bàn về thời gian quảng cáo với bên đài truyền hình rồi. À, Ai Viện vừa mới gọi điện thoại cho tôi. Anh nói có đặt bàn ở Thiên Triều Kim Quốc rồi. Xem xong đoạn phim có thể qua đó ăn cơm, hay là chúng ta vừa bàn giảng đi. Đi ăn đồ. Chị Chi à, tôi muốn nói chuyện với cô một ít vấn đề nhỏ ở trong bản hợp đồng. Chút nữa gặp. Sao hả? Chi à, tôi tìm Nhất Ba hết một tuần nay rồi. Lần nào gọi điện thoại cho anh cũng nói rất bận. Rốt cuộc ba người đó đang làm cái gì vậy? Có phải cứ mở miệng ra là nói muốn về nhà Minh không? Từ lần trước sau khi họ gặp chú Lương xong á, bọn họ không hề nói câu nào về chuyện quay về nhà Minh.
Chắc chắn là đang sắp xếp mấy cái kế hoạch kỳ quái gì đó rồi. Tôi cũng nghĩ giống như cô vậy. Cho nên là tôi có một hôm tìm cớ chạy lên trên đó xem ba người họ đang làm cái gì. Đúng là nói ra cô cũng không tin. Ba người họ ngồi chung với nhau đọc sách. Vậy bọn họ đang đọc sách gì vậy? Đại tiểu thư, thì ra học vấn quản lý kinh doanh hiện đại, với lại những thứ mà tôi đã cất công bỏ ra nhiều năm để học như Tôn Tử Binh Pháp, Thái Công Lục Thao, với lại còn có cả Sử Dụ Thập Bát Sách của Lưu Bá Ôn đều có những ý rất là giống nhau. Còn ba thì sao? Còn Tả Quang Đầu? Ảnh còn lạ hơn nữa. Tất cả đều liên quan tới những sách về ngoại ngữ, trong đó có một cuốn là nhập môn tiếp Bồ Đào Nha. Đại tiểu thư, tối hôm qua tôi vừa mới học xong được 51 âm của tiếng Nhật rồi. Bây giờ đang cố gắng mày mò khác biệt của Hiragana và Katakana. Để khi có thành tích rồi, tôi sẽ tìm hiểu tới ngôn ngữ được xem là tuyệt đẹp nhất thời hiện đại, tiếng Tây Ban Nha. Hai người họ có phải bị điên rồi không? Vậy còn Tiểu Đông, ảnh bình thường nhất rồi phải không? Đại tiểu thư, trước đây tôi cứ tưởng kỹ thuật nấu nướng của Trung Quốc là độc bá thiên hạ, thì ra tôi chỉ là ít ngồi đáy giếng. Sau khi tôi đọc xong tác phẩm nổi tiếng của người nước ngoài mới biết thiên ngoại hữu thiên. Cho nên tôi quyết định ngày mai làm cái bánh kem rừng đen cho đại tiểu thư thưởng thức. Chào buổi sáng, tiếng Tây Ban Nha là cái gì vậy ta? Là cái gì? Hả? Phùng Nhất Ba, anh lên xe cho tôi. Tôi kêu anh lên xe đó. Si Si, Nguyên, hai người giúp anh Phùng coi chừng chiếc xe đẩy. Dạ, biết rồi. Được rồi. Ủa cô nương à, sao cô lại kích động như vậy? Có phải tôi đắc tội gì cô không? Tôi cố tình tới đây muốn hỏi rõ anh, tại sao mấy hôm nay tôi gọi điện thoại cho anh cứ lơ tôi vậy? Tôi nói thêm hai câu cảnh cúp máy tôi. Rốt cuộc anh muốn gì vậy? Tôi tất nhiên muốn cùng ông cô nương nói chuyện lâu hơn rồi. Nhưng mà gần đây tôi thực sự rất bận, không có đủ thời gian. Anh đùa tôi hả? Anh ở Phụng Minh Cư là phục vụ thôi mà. Cùng lắm thì anh đứng có mười mấy tiếng thôi. Tôi không tin anh không rút được chút thời gian nghe điện thoại của tôi. Ông cô nương à, cô có chuyện không biết rồi. Bây giờ thời gian đối với bao huynh đệ chúng tôi mà nói là cực kỳ đáng quý. Xưa có câu mây từ rồng, gió từ hổ. Nếu như chúng tôi đã không còn cách nào quay về Triều Minh, thì chúng tôi sẽ làm theo chỉ thị của ông trời mà thôi, học tập để làm một người hiện đại năm 2017. Cái gì vậy? Người hiện đại có gì phải học đâu. À, tôi biết rồi. Anh muốn học người hiện đại không nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Anh muốn bỏ tôi đi, có phải không? Cô nương à, sao cô lại nghĩ tôi như vậy chứ? Quan Đậu nổi tiếng là trọng tình trọng nghĩa, một lòng một dạ mà. Nhưng mà vì tình cảm tôi dành cho cô có một chút vấn đề về thứ tự thôi. Vậy tức là sao chứ? Anh không chịu trách nhiệm hả? Không phải, tôi chỉ là... Nói đi. Thật ra tôi... Trời ơi, tôi kêu anh nói đi. Thật ra thì tôi cũng không biết phải nói sao nữa. Nhưng mấy hôm trước khi tôi đang học tiếng Nhật, đã vô tình nghe được một bài hát của Yamaguchi. Trong đó có mấy lời bài hát trùng hợp đã nói đúng tâm trạng của tôi dành cho cô. Lời bài hát là... Mấy câu tiếng Nhật này không phải khó lắm. Cô có thể lên mạng tìm xem. Chỉ cần cô hiểu được nội dung của bài hát này, cô nhất định sẽ biết được tâm ý của tôi mà thôi. Thời gian không còn sớm nữa, tôi phải về Phụng Minh Cư làm việc đi. Như đệ, đệ về tới thật đúng lúc. Qua đây, qua đây. Đại ca có chuyện gì? Đệ có biết một ít về phong thủy mà. Làm phiền đệ giúp lão gia và cửu lão gia tìm một chỗ để gắn cái tivi mới đi. Phùng Nhất Ba, tôi muốn chính miệng anh dùng tiếng Quảng Đông để nói lại với tôi một lần nữa. Rốt cuộc bài hát này của Yamaguchi có ý nghĩa gì? Thì tôi nói với cô rồi mà, nội dung bài hát cô có thể tự mình lên mạng tìm được mà. Tôi muốn biết bây giờ. Cô nghe đây. Khi anh lật người khó ngủ, trong người bối rối, người dùng lời nói ấm áp để ủng hộ cho anh, đó là em. Khi anh cô đơn một mình, đã muốn bỏ cuộc, người đã cho anh ước mơ, cũng là em. Dĩ Sang, gần đây tôi không thể nói chuyện điện thoại với cô thêm vài câu được, là bởi vì tôi muốn tranh thủ thời gian học tập để làm một người hiện đại.
ở hiện đại tạo dựng nên sự nghiệp. Chỉ có vậy mới có thể khiến cho người phụ nữ bên cạnh tôi có được hạnh phúc. Cô có hiểu không? Tôi không nói nhiều với anh nữa. Tôi phải đi phỏng vấn rồi. Tạm biệt. Hey, cô Uông. Cô Uông. Gì đấy? Lúc nãy những gì đệ vừa nói với cô Uông rốt cuộc là đang tập diễn hay là xuất phát từ trong lòng của đệ? Đại ca, lần này đệ rất nghiêm túc, không phải là giỡn chơi đâu. Ôi chà, cậu đúng là tham lam thiệt, theo đuổi ngôi sao. Anh chỉ là phục vụ thôi, anh không sợ người cười cũng sợ chó sủa đi. Lão gia, cửa lão gia. Chửi người phải có lý. Ở triều minh của tôi thì có suy nghĩ vậy mà thôi. Thật không ngờ ở hiện đại suy nghĩ của mấy người cũng hạn hẹp như vậy. Nam chưa cưới, nữ chưa gả, như vậy tôi có tội tình gì? Come on, hai người hiện đại một chút đi. Như vậy chúng ta đi dọn hàng. Đại ca, hôm đó huynh từng nói nếu như đệ thực sự động lòng với Lưu Ung cô nương thì phải đầu rơi xuống đất. Đệ làm trái lời dạy của đại ca rồi, cam chịu trừng phạt. Vì đệ đứng dậy. Bây giờ không còn như xưa, cơ hội chúng ta quay trở về Minh Triều rất ít. Chúng ta phải nên quên đi quá khứ, nghiêm túc mà học tập để làm một người hiện đại. Nếu như đệ và Ung cô nương yêu thương lẫn nhau, người hiện đại lại yêu cầu tự do yêu đương, tại sao đại ca có thể cản trở đệ được chứ? Cảm ơn đại ca tội nguyện. Được đại ca gật đầu, đệ và Ung cô nương sẽ không cần phải yêu không thoải mái như vậy nữa. Nhưng mà vậy, đại ca muốn hỏi đệ hai câu hỏi, đệ phải thành thật trả lời với ta, không có được cố tình giấu giếm. Quan đậu nếu như biết nhất định sẽ nói sẽ nói hết. Câu hỏi thứ nhất, ở trong lòng của đệ còn tồn tại Thái Tử Phi hay không? Tình cảm đã đi, làm sao giữ lại được chứ? Một chút si tình muốn giữ lại cũng rất khó. Đệ và Tiểu Thiến từ nhỏ thanh mai trúc mã, nhưng mà có duyên không phận. Nhưng mối tình này, quan đậu chỉ còn cách giữ nó lại trong lòng mà thôi, sẽ không còn hy vọng gì nữa. Được, để biết nghĩ vậy thì quá tốt. Câu hỏi thứ hai chính là, để cố gắng tình cảm của Thái Tử Phi lên trên người của Ôn cô nương hay không, xem cô ấy là thế thân của tình yêu. Không thể phủ nhận, ban đầu để có tình cảm với Ôn cô nương là bởi vì dung mạo của cổ với Tiểu Thiện thực sự rất giống nhau. Nhưng mà hai người họ thực sự là hai con người, tính cách khác nhau hoàn toàn. Để đương nhiên có thể phân biệt được cổ không phải là Tiểu Thiến mà. Hai câu trả lời này của đệ đã khiến đại ca thấy nhẹ nhõm hơn rồi. Được, vậy thì đệ hãy yêu Uông cô nương một cách nồng cháy đi. Chỉ cần người trong mộng của đệ không phải là Thái Tử Phi, đại ca nhất định không phản đối. Ta đại ca tội nguyện. Nhưng mà nói gì thì nói, gì đệ, Thái Tử Phi và Uông cô nương thật sự quá giống nhau rồi. Sau này nếu để chúng ta tìm lại được Thái Tử Phi, nhất định đưa người tới gặp Uông cô nương mới được. Ok. Good. Nhóm năm người Phùng Minh Cư chúng ta thật sự lâu rồi chưa ngồi lại với nhau. Lần sau chúng ta có tụ hội với nhau, tất cả đều phải tới đó. Giờ Thiên Triều nhập cổ phần của Phùng Minh Cư, sau này chúng ta là người một nhà rồi. Sau này cả nhà mình tụ hội với nhau, gọi là cuộc họp gia đình. Vậy mọi người hãy mau đăng ký báo danh để xem lần sau ai sẽ dẫn bạn trai tới đây. Mọi người đừng có nói cho tôi biết tới bây giờ mọi người cũng chưa có bạn trai. Chị Chi, em nhớ là năm mà em đi ra nước ngoài, rõ ràng chị vừa mới chia tay, không lẽ tới bây giờ chưa tìm được người nào sao? Bài toán hẹn hò này không tính được đâu. Nè, giống như là ba của chị vậy, đã là một tấm gương rồi đó. Chính là bởi vì ba luôn suy nghĩ quá nhiều rồi sau đó làm mọi thứ đều trở nên rắc rối thì để cho chị và má chị đi giải quyết đó. Nếu như không phải năm đó, ba cứ nhất quyết muốn Phùng Minh Cư mở rất nhiều chi nhánh á, làm gì có thể khiến Phùng Minh Cư thiếu nợ ngập đầu chứ. Em nói đi, đàn ông có phải hàng bị lỗ không? Nói vậy thiệt thòi, ba em mới đúng là hàng bị lỗ đó. Thật sự có thể lấy giải luôn. Không được nói bà như vậy. Em nói xấu ông chủ lớn của chị, em tiêu rồi. Thì đúng rồi, năm mà giao giao đi á, mỗi ngày ba đều ở văn phòng tới 5 tiếng. Còn bây giờ, một tuần lễ có 3 ngày đã là mừng rồi. Ba nói cái gì lãnh tụ tinh thần, không cần ở lại văn phòng nữa. Ba đó, cả đời người có 3 lần may mắn. Cái thứ nhất á là trúng được độc đắc. Cái thứ hai á là cưới được dì Kiều. Cái thứ ba là có người giúp đỡ tốt như anh họ đó.
Nếu không thì làm gì có 33 chi nhánh của tiên triều lợi hại như vậy chứ. Em có biết đàn ông không phải hàng bị lỗ mà là gánh nặng đâu. Cho nên là chị cũng đã để dành tiền, tính là mua sẵn căn nhà của bà cô để già rồi có thể ở trong đó. Nè, ở đây có ai muốn vào chung? Ai muốn vào không? Có em. Cạn ly. Chị ba, chị say rồi hả? Lúc trước chị không phải nói bạn trai tương lai của chị phải như thế nào, phải ra sao nữa mà. Tại sao lại gia nhập nhà bà cô của chị hai vậy? Chị hai làm đội trưởng, chị làm phó đội trưởng. Con gái hiện đại như chúng ta vậy, không có đàn ông sẽ không chết đâu. Đừng để anh ta cho rằng bản thân thực sự rất là to tát vậy. Anh ta nào, chị ba? Đúng rồi, anh ta nào vậy? Đừng có hỏi nữa, đang chiến tranh lạnh đó. Có anh ta thật sao? Tức là ai vậy hả? Thật sự có anh ta sao em? Nè, em nói chị hai biết có phải thật sự có anh ta hay không? Đừng nói. Em để chị đoán xem, có phải ở trong phụ minh cười không? Tình xương sườn hay là chú văn võ đâu? Làm ở ngoài hay làm ở trong bếp vậy? Nhà vệ sinh trên hả? Sân thượng đó. Chú Gia Hiên, em không nói chuyện sẽ không chết đâu. Ý, ở sân thượng chỉ có 3 người thôi à? Đại Quân, Nhất Ba và Tiểu Đông. À, chị Ba, xem ra chắc chắn là Đại Quân phải không? Đại Quân vừa mới tới thì chị đã chạy hết nước miếng rồi. Đại Quân là người nào vậy chị? Có đẹp trai hay không? Em muốn xem hình đó chị Ba. Ê, Nè, sao chụp hình cửa tiệm của tôi vậy? Anh chụp cửa tiệm người ta như vậy không đúng đâu. Xin lỗi nha, chúng tôi tới từ đài truyền hình. Vào tuần sau thì chúng tôi có một tiết mục chuyên đề. Nội dung tiết mục chính là nói về Phụng Minh Cư. Nè, đây là danh thiếp của chúng tôi. Đúng là đạo diễn của đài truyền hình thiệt đó. Tôi là ông chủ của Phụng Minh Cư nè, tôi tên là Phương Thiên. Tôi cũng là ông chủ của Phụng Minh Cư, ông Dĩ Thái. Có chuyện gì thì lên trên đó rồi từ từ mình nói. Lên đó chụp đi. Vậy làm phiền ông Phương rồi. Đi. Lên lầu chụp. Thật ra tôi cũng không hiểu tại sao cậu chống đối Phụng Minh Cư. Nhưng của cậu đã nói trước hết cho các cổ đông, chỉ cần ảnh vừa nghỉ hưu sẽ tiến cử Ivan lên. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu. Chỉ cần là hội cổ đông có hơn một nửa không ủng hộ cho Dượng thì Ivan sẽ đừng hòng mà lên làm được. Cậu có cách khiến cho các cổ đông đổi hướng sao? Chỉ cần đưa kế hoạch sắp tới này của Phụng Minh Cư đẩy vào người của Ivan, lúc đó Dượng có đứng chắc ra sao, những cổ đông khác cũng sẽ không bao giờ ủng hộ tiếp đâu. Chị hai à, 3 người đàn ông ở trên sân thượng đó là người gì? Rốt cuộc chị có đoán ra được chị ba thích ai không vậy? Sao chị biết được? Nói lại á, các 3 người họ cũng không tốt đâu. Một người á thì chỉ có sức mạnh như trâu, còn một người khác nữa thì chỉ có biết ngâm thơ cầu đối. Rồi tới người cuối cùng á, hôm nay là không có được đâu. Chúng ta đừng có đầy đoán nữa, để em trả lời cho. Đừng có quậy điện thoại của Linh mà. Trời, thì ra mẫu người mà chị ba thích cũng gần giống như em. Anh ta cũng khá là đẹp trai. Có phải không vậy? Anh đẹp trai, đầu quảnh to như trái banh vậy á, nhìn quá khờ khạo luôn. Anh ta cứ suốt ngày đứng một chỗ cũng vậy, hay đi bộ cũng vậy. Hai cái nách của anh ta giống như đang kẹp hai bóng rổ vậy, cứ liên tục ở đây như vậy đó. Đâu có đâu, cái đầu của anh đâu có to, trắng trẻo dễ thương mà. Nhưng mà sao nhìn vô có vẻ ảnh nhỏ hơn chị ba vậy? Chị nói có phải không hả? Bộ chị ba thích chơi trò lái máy bay sao? Ê! Bé ba! Bé ba! Em tỉnh lại đi bé ba! Nè! Phương Huệ Linh!
Vương, Vương Huệ Linh, tỉnh lại đi. Nè, nè, em trả lời chị, có phải em hẹn hò với Lý Tiểu Đông hay không? Ấy, đừng có nghe người ta nói lung tung. Không phải nghe, là chị thấy rõ ràng mà. Mở mắt ra đi, trả lời chị, mở to mắt ra, phải không? Có phải không? Nè, sao chị lại tùy tiện coi điện thoại người ta? Em hẹn hò với ai? Liên quan gì tới chị? Hai đồ em vậy là sao? Không tới chị, hay là em tò mò lấy điện thoại của em chị thôi. Em đừng có thôi. Nói nữa. Chúng ta cùng nhau lớn lên. Từ nhỏ tới lớn, chị đều chuyên chế như vậy. Coi mình như từ hy tế hậu vậy đó. Hả? Ai cũng phải nghe theo lời chị. Được. Bây giờ chị, coi mình như là từ hy thái hậu. Coi mình là tiệm miễn trả giá. Tóm lại chị nói cho em nghe. Em và Lý Tiểu Đông chỉ làm bạn bè, không được tiến thêm một bước nữa đâu đó. Em nói cho chị nghe, chỗ này không phải Phụng Minh cư, không phải chị nói cái gì thì là cái đó đâu. Còn nữa nha, em không phải nhân viên của chị, chuyện riêng tư của em không cần chị quan tâm. Nè, em không phải nhân viên chị mà là em gái của chị. Thiết kế của chỗ này á, so với mấy chục năm trước lúc mới khai trương cũng không khác là bao. Bây giờ không có nhà hàng nào có thiết kế mang nét đặc trưng giống như chúng tôi vậy nữa đâu. Các anh cứ chụp nhiều nhiều lên đi ha. Anh Phương à, chúng tôi có thể hỏi anh vài câu có được không? Được chứ, dĩ nhiên được rồi. Tôi có coi chương trình đội đặc nhiệm món ăn này của các anh đó nghe. Các anh sẽ bất ngờ đến phỏng vấn mấy nhà hàng. Anh cứ hỏi đi. Xin lỗi nha, chúng tôi không phải chương trình đó. Họ không phải là đội đặc nhiệm món ngon, chắc là dùng trời mới của món ngon. Dùng trời mới. Tôi xin lỗi, chúng tôi không phải tổ nghệ thuật tổng hợp, chúng tôi là bộ phận tin tức đó. Tuần sau chúng tôi có một chuyên đề chuyên nói về an toàn thực phẩm. Chúng tôi đã nhận được thông tin từ khán giả nghi ngờ các anh sử dụng dầu không đạt tiêu chuẩn để mà nấu nướng. Anh nói cái gì vậy? Dầu Phụng Minh cứ chúng tôi dùng, an toàn thực phẩm, đạt tiêu chuẩn lắm đó. Chứ gì nữa, anh chưa kiểm tra kỹ, đừng vỗ qua cho chúng tôi. Đồng nghiệp của chúng tôi trước đây đã lấy thức ăn của các anh đi kiểm nghiệm, kết quả cho thấy dầu ăn của các anh không đạt an toàn thực phẩm. Kiểm nghiệm gì chứ? Nè, không được quay, không được quay. Còn quay nữa hả? Không được quay, không được quay. Đi, không được quay. Nè, tôi nói cho anh nghe, anh đừng có tung tin bậy bạ, tôi kiện anh tội phỉ báng đó. Phỏng vấn gì nữa? Đi. Anh Phương đi. À, anh Phương. Đi, đi. Đi, đi. Đi, đi hết đi. Cút. Đi hết cho tôi. Giờ bên đài truyền hình chỉ muốn hút khán giả mà đi chế tin tức lung tung đổ oan cho người ta. Đúng đó, anh rể không cần quan tâm họ. Em gái à, em lấy mấy đơn hàng dầu ăn gần đây cho anh coi. Anh vô bếp coi cái đã. Đâu có bị gì đâu. Nè anh rể à, anh đừng có nghe người ta nói lung tung bà. Nè anh, chúng ta đổi hiệu dầu ăn khác rồi sao? Dạ đúng. Nè, cổ nói là phải kiểm soát vốn mà, nên đổi qua Nghị Hưng đó. Nhà hàng nào bên Thiên Triều cũng dùng loại này mà, đâu có vấn đề gì. Tập đoàn lớn Thiên Triều người ta cũng dùng loại này, chắc chắn không có vấn đề. Không được rồi. Em gái, ngày mai lấy dầu ăn của mình đi về kiểm nghiệm, kiểm tra lại để mình yên tâm cũng tốt. Dạ. Lý Tiểu Đông. Đại tiểu thư, tôi không phải là Lý Tiểu Đông. Sao người cô toàn mùi rượu không vậy? Lý Tiểu Đông, bộ người thời cổ nhà Minh mấy người không có gia giáo hả? Tôi cực khổ được mấy người từ Trung Quốc về. Ăn của tôi, ở của tôi, giờ anh đi lên quan báo ơn hả? Coi chừng bị sét đánh bây giờ. Đại tiểu thư à, sao cô lại nói vậy chứ? Ân tình của cô tôi vẫn ghi nhớ trong lòng, sao tôi có thể làm chuyện có lỗi với cô? Đại tiểu thư à, cô uống say quá rồi. Tâm đệ trước giờ luôn là người nghe thẳng mà, để làm gì nên tội với đừng cô. Đừng có ôn nữa. Trong số ba người các anh á, anh giống con người nhất, anh ngoan. Nhưng mà thì ra tôi đã bị anh lừa. Nếu không tôi không tính sai tới vậy, tôi sẽ không dẫn sói vào nha. Đại tiểu thư à, lá người phải có lý do. Tâm đệ nổi tiếng là chú dê nhỏ ngoan hiền, sao có thể là con sói mà cô nói được chứ? Chú về nhỏ không dám đâu. Chú về nhỏ, hai anh là làm anh không đi canh chừng tụi nhỏ còn dám nói nữa. Anh ra tay với bé ba của tôi nữa.
Đại tiểu thư à, hình như là cô uống nhiều lắm rồi đó. Tam đệ sao có thể ra tay với nhị tiểu thư được chứ, cô nói gì vậy? Đại tiểu thư, tôi nghĩ chắc cô hiểu lầm rồi. Tôi với nhị tiểu thư đó giờ luôn giữ đúng lễ độ, bọn tôi chỉ là bạn tốt của nhau thôi. Bạn bè, bạn bè có thể đi chụp hình kiểu như vậy hả? Chụp kiểu đầu kệ đầu dựa lên dựa xuống như vậy hả? Hả? Anh có bạn kiểu đó không? Anh có bạn kiểu đó không? Anh có bạn kiểu đó không? Đâu có. Vậy là anh ý mình trăng trẻo dễ thương, ý mình vậy đi quay em gái của tôi. Tâm đệ à, để có chụp mấy tấm hình, không biết liêm sĩ đối với nhị tiểu thư hay không. Nếu như có quẩn khúc gì thì hãy mau giải thích rõ với lại đại tiểu thư liền đi. Quỳnh biết trên máy vi tính có một loại kỹ xảo, có thể đem mấy tấm hình khác nhau để ghép lại làm một. Nó được gọi là hình ghép. Vấn đề được giải đáp rồi. Chắc chắn là có người nào đó lấy hình ghép ra làm trò đùa mà thôi. Không phải đâu, tấm hình đó không phải là hình ghép. Tấm hình đó đích thực là đệ và nhị tiểu thư dựa lên dựa xuống, đầu kề đầu chụp đó. Nè 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 nè, nhận thức rồi kìa. Lý Tiểu Đông, ngoại hình của anh đúng là không có tệ. Lòng dạ anh á cũng rất là tốt đó. Nhưng mà nè, anh tự biết chuyện của mình chứ. Ông nội anh không có cái đó mà. Anh quậy em của tôi làm chi vậy? Đại tiểu thư, không thể nói quá đáng tới vậy. Tam đệ và nhị tiểu thư sẽ không có những chuyện vượt quá như vậy. Họ nhiều lắm chỉ là có thiện cảm thân với nhau chút đỉnh thôi. Đại tiểu thư, người không giống cây cỏ, tam đệ cũng là người mà. Đôi lúc có một chút tình cảm cũng là bình thường thôi. Đại tiểu thư, cô ra ngoài với tôi một chút. Làm gì? Đại tiểu thư, Lý Tấn Trung tôi biết mình là người đàn ông vô dụng, vĩnh viễn không sánh được với nhị tiểu thư, cho nên trước giờ tôi đều không có suy nghĩ quá phận nào. Trời cao chứng giám, nếu Lý Tấn Trung ta có bất kỳ lời nào nói dối đại tiểu thư thì bị sét đánh trúng, không được toàn thây, vĩnh viễn không thể về được thời Minh. Tam đệ à, nếu không ai cần đệ thì đại ca vẫn cần đệ mà. Tam đệ, nếu đệ muốn tình yêu, nhị ca cho đệ. Anh Thiên à, anh làm việc sao vậy? Bình thường anh mạnh miệng lắm, nói là xử lý được hết. Giờ thì mọi chuyện rối tung lên như vậy. Tại sao Phụng Minh Cư nhập vào cống anh cũng không biết vậy? Lần này thì coi như Phương Thiên tôi đã sai rồi. Coi như tôi quản lý không tốt, được chưa? Phụng Minh Cư, Thiên Triệu các anh cũng có phần mà. Bình thường không phải anh đã quen biết nhiều lắm sao? Chắc sẽ có cách giải quyết chuyện này thôi mà. Lúc đầu là ai nói tự quản lý vậy? Hả? Là ai nói không được xen vào chuyện của Phụng Minh Cư vậy? Là anh đó anh Thiên. Giờ tôi coi anh có cách gì kìm được đài truyền hình không tung tin ra đi. Cái gì vậy? Đây là đơn nhập hàng dầu ăn có vấn đề đó. Ở trong đơn này có hai chữ ký. Một chữ là con gái tôi, một chữ là con trai của anh đó. Dạ anh Thiên à, vụ việc này không phải là tôi dọn giùm anh, mà là mất công ai vần và gái lớn tụi nó gánh thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Coi như lần này là tôi nợ anh đi. Anh mau nghĩ cách đi. Đạo diễn đó nói chương trình đó mấy ngày nữa là chiếu lên rồi nha. Nè, đây là tài liệu sau khi tiên triều chúng ta hợp tác với Phụng Minh Cư. Toàn bộ ở đây hết. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Bộ phận tin tức bên đài truyền hình có người liên lạc với tôi. Họ nói là mấy ngày nữa sẽ phát sóng chương trình liên quan tới an toàn thực phẩm.
trong đó sẽ nhắc tới việc họ lấy thức ăn của Phụng Minh Cư đi kiểm nghiệm, và kết quả có được là dầu ăn của Phụng Minh Cư không đạt tiêu chuẩn. Không có lý nào toàn bộ nguyên liệu đều do người nhà mình nhập, không lý nào là như vậy chứ. Evan, cậu nói cho tôi biết đi, lô dầu có phải được nhập qua tay cậu không? Họ nhập nguyên liệu gì tôi cũng chưa từng hỏi. Đơn nhập hàng của lô dầu ăn này toàn bộ đều có chữ ký của con và gái lớn. Nếu con không biết thì sao lại ký vào số đơn hàng này? Bây giờ không phải lúc truy cứu trách nhiệm đâu, phải nghĩ ra cách giải quyết vấn đề trước đã. Tôi đã hứa với bên phía đài truyền hình sẽ trả lời họ trễ một chút. Nếu không có câu trả lời thì họ sẽ tung tin này lên truyền hình mà thôi. Evan, cậu thấy tôi nên nói với họ sao đây? Anh Trác, cô Phương có chuyện cần gặp anh. Cô ra ngoài đi. Cô Phương à, cô tới đúng lúc lắm, có chuyện cần bàn với cô đi. Anh chết rồi chị Hai à. Thì ra dầu của Phụ Minh Cư có vấn đề, đài truyền hình có chứng cứ phanh phui chuyện này ra đó. Được rồi, cô Út sáng nay nói tôi nghe rồi. Tôi tới đây á là để bàn bạc chuyện này với mọi người. Ngồi đi. Gái lớn à, bình thường cô giỏi nhất là tính toán. Tôi muốn hỏi cô, con số này cô tính sao đây? Trước khi tôi tới tôi đã nghĩ ra rồi. Dầu của Phụ Minh Cư có vấn đề, chúng ta không thể phủ nhận, vì trên tay người ta đã có báo cáo kiểm nghiệm. Dù gì nếu bị tung ra, Phụ Minh Cư chắc chắn sẽ xong đời. Cho nên tôi thấy là nên có một người đứng ra gánh lấy, ít ra không bị chết tập thể. Gia Hiên à, gọi điện báo cảnh sát đi. Cậu phát hiện Phụ Minh Cư có người ăn giảm tiền công, dấu quản lý nhập dầu không đạt tiêu chuẩn. Cô tưởng tìm đại một tấm bia đỡ đạn là có thể giải quyết được vấn đề sao? Đài truyền hình sẽ điều tra, cảnh sát cũng điều tra, truy cứu xuống đây sẽ làm lớn chuyện lắm đấy. Tôi không có nghĩ tìm đại tấm bia đỡ đạn. Đơn hàng này là do tôi ký mà, vụ này cứ để tôi gánh cho. Không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú.